chào bác, hôm nay đang có mặt tại Hải Phòng. Anh Dương Hải Phòng. Tôi vừa tôi bỏ lên xe thằng Hiền ngày hôm qua rồi. Gia đình để cho anh Tín. Chú Dậm bảo nó hỏi hai xe thằng Hiền đấy. 4-3 cây nữa. Để các bác cần nip. Tôi hỏi rồi, nhá. Nhưng mà bây giờ một tí nữa tôi gọi được. Ok, cuối cùng em đã gần đến nhà bác. Bác ở số nhà 25 đường Cái Tắt, An Dương, Hải Phòng. Ok, bây giờ em xuống đồ bác nhé. Treo mỗi cặp một chiếc bên này. Em phải tập hương hết đúng không? Em nghĩ chắc được, anh cứ mang thử đi nào. Không gian của nhà bác chủ rất đẹp, rộng thông thoáng. Hôm nay một mình chứng kiến bác nhá, tự nên hoa và setup luôn. Đây là bác chủ nhà dùng loa Edison luôn nhé. Cứ quay xong phải lắp ghép à? Lắp ghép. Vâng. Ok, cuối cùng em đã lên hai loa xong. Chủ máy bắt đầu xong, bây giờ mình phần này lắp coi nhé. Bác dùng full thiết bị DB, mic DB 350 và DB 510 Plus và đài T5. Em chưa bạn ấy anh ấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok, bây giờ em xuống đồ bác nhé.